có đau nhiều không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cần thấy đói không? Em thấy mệt không? Em nóng không? Em có thấy mệt không? Nóng quá chị ơi. Sắp đến chỗ chị ở rồi. Chị quạt em mát mát một tí xong rồi thế chị em mình lại đi về chỗ chị ở. Em cố lên nhé. Em ở đây để em ở đây. Có sao không? Anh lên đây làm sao là đúng không? Lùi lên. Sao đầu em nóng rồi? Sao đầu em nóng thế? Em ở đây đợi chị đi lấy thuốc tắt cho.
có đau nhiều không? Em ơi, em có khát nước không? Chị đi lấy nước cho em nhé. Em ơi, em uống nước ạ. Sắp mưa rồi, chị đưa em đi về thôi.